Nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin lì xì cả nhà 6 nguồn ảnh đẹp và độc đáo nhất dành cho thiết kế xài PowerPoint. Trang đầu tiên đó chính là Gratisography. Tất cả hình ảnh trên trang web này đều mang một màu sắc cực kỳ cá tính, giúp cho xài PowerPoint của chúng ta gây được ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trang thứ hai đó là Movies.me. Trang web này dành cho những bạn yêu thích những hình ảnh mang phong cách, màu sắc của Hàn Quốc hay Nhật Bản. Còn nếu chúng ta đang cần những bức ảnh mang tính chất lịch sử với tông màu đen trắng xưa cũ thì trang web New Old Stuff là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Tiếp theo, nếu bạn muốn tìm những hình ảnh được chụp cực kỳ chất và nghệ về những chủ đề ngẫu nhiên để làm nền cho site PowerPoint thì chúng ta hãy truy cập jmanchi.com để sở hữu một kho ảnh khổng lồ nha. Còn nếu bạn đang cần tìm những hình ảnh với chất lượng tuyệt vời nhất về thiên nhiên thì Thuckerpic là điểm đến lý tưởng dành cho chúng ta. Nguồn ảnh cuối cùng cũng là nguồn ảnh độc nhất. Và nếu bạn muốn tìm những bức ảnh trừu tượng mang đậm tính nghệ thuật thì hãy truy cập superfamous.com nhé. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Niceline để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Niceline, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.